Chào các bạn, mình là Duy Anh, mình là một thành viên của Học Mãi. Năm vừa qua thì mình vừa trải qua kỳ thi đại học và có thể nói đối với mình đó đã là một thành công. Mình đã học ở Học Mãi được 3 năm, ngay từ những ngày đầu mình vào lớp 10. Và sau 3 năm học Học Mãi thì mình thấy rằng Học Mãi là một trung tâm với các thầy cô rất là tâm huyết và giảng dạy những phương pháp rất là hay, mới, những tư duy đặc biệt để có thể làm tốt đối với kỳ thi đại học. Mình khuyên các bạn là nên học Mãi ngay từ đầu, vì nếu mình thấy một số bạn năm lớp 12 bắt đầu vào Học Mãi thì rất là khó cho các bạn để tiếp thu chương trình, vì đây là hình thức học online rất là đề cao tính tự giác của mỗi người, khả năng tự học, vì vậy nên các bạn nên có thời gian làm quen để có thể tiếp thu chương trình một cách tốt nhất. Chúc các bạn thành công. Cái này thì hồi đấy em thuyết phục thì cũng khá là nhanh thôi, tại vì bố mẹ em thì cũng, mẹ em là giáo viên cho nên cũng không khó khăn mấy. Còn tiền thì căn bản là nó rẻ hơn bên ngoài khá là nhiều, cho nên bố mẹ em chỉ hơi lăn tăn là tại sao rẻ như thế thôi, vì bố mẹ em sợ là cái gì càng rẻ thì nó càng không chất lượng ấy. Nhưng mà về sau thì em cũng dẫn chứng khá là nhiều về thầy em mang luôn những cái mọi người khen thầy em, tung hô thầy em như thế nào đó cho bố mẹ em xem, và em bảo là em sẽ chứng minh bằng cái điểm thi đại học của em hứa chắc chắn một câu như thế, cho nên cuối cùng là bố mẹ em đã đồng ý, vậy thôi.